Chào mừng các bạn đến với series câu chuyện doanh nhân số đầu tiên trên kênh YouTube của Học viện Aristino. Ở tập mở đầu này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cuộc đời của cha đẻ thương hiệu Apple, Steve Jobs nhé. Cuộc đời của Steve Jobs, một tên tuổi mà mọi người trên khắp thế giới đều biết đến, không chỉ là một câu chuyện về sự thành công trong kinh doanh, mà còn là hành trình của một tâm hồn đầy tò mò và đam mê sáng tạo. Sinh ra vào một buổi sáng mùa thu năm 1955 tại thành phố San Francisco, Steve Jobs đã nhanh chóng thể hiện sự tài năng và sự sáng tạo của mình ngay từ khi còn trẻ. Ông không chỉ là một đứa trẻ thông minh, mà còn có đam mê mãnh liệt đối với điện tử và máy tính. Thời niên thiếu của Steve không phải là một cuộc sống dễ dàng. Ông phải đối mặt với những thách thức gia đình và cuộc sống học đường, nhưng sự quyết tâm và niềm đam mê đã giúp ông vượt qua mọi khó khăn. Steve không thích theo đuổi những con đường thông thường, và điều này đã dẫn đến quyết định bỏ học khi ông mới 19 tuổi. Tuy nhiên, việc rời khỏi trường đại học không làm giảm đi tinh thần sáng tạo và khao khát thành công của Steve. Ông bắt đầu tham gia vào những dự án kỹ thuật và thực hành với những ý tưởng mới mẻ, tạo ra những sản phẩm đầu tiên của mình trong một gara nhỏ ở khu vực Silicon Valley, một điểm xuất phát quan trọng cho sự phát triển của công nghệ hiện đại. Không lâu sau đó, Steve Jobs cùng với Steve Wozniak thành lập công ty Apple Computer trong một không gian nhỏ tại nhà ga của mình. Sự kết hợp giữa tài năng kỹ thuật của Wozniak và tầm nhìn sáng tạo của Jobs đã tạo ra những sản phẩm tiên phong như máy tính cá nhân Apple I và II, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử công nghệ. Tuy nhiên, như mọi hành trình thành công, cuộc đời của Steve Jobs cũng không thiếu những khó khăn và thử thách. Mâu thuẫn nội bộ và sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp đã khiến ông bị sa thải khỏi công ty mà ông đã giúp xây dựng. Đây có thể được coi là một trong những thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của ông, nhưng Steve Jobs không bao giờ từ bỏ. Hành trình của Steve Jobs không chỉ là về việc tạo ra những sản phẩm kỳ diệu, mà còn là về việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp độc đáo tại Apple, một văn hóa dựa trên sự đổi mới liên tục và cam kết đối với sự hoàn hảo. Ông luôn khuyến khích đội ngũ của mình nghĩ khác biệt, và điều này đã tạo ra một sức mạnh vô song đằng sau những thành công của công ty. Ngoài ra, Steve Jobs cũng là một nhà lãnh đạo táo bạo và tư duy đột phá. Ông không ngừng thách thức bản thân và những người xung quanh, luôn tìm kiếm những cách tiếp cận mới và sáng tạo. Từ iPod, iPhone cho đến iPad, Steve Jobs và Apple đã thúc đẩy sự tiến bộ và thay đổi cách chúng ta tương tác với công nghệ. Cuối cùng, Steve Jobs không chỉ để lại di sản là những sản phẩm kỹ thuật tiên tiến, mà còn là một tinh thần phi thường, một nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Dù ông đã rời bỏ chúng ta vào năm 2011, nhưng tên tuổi và tinh thần của Steve Jobs vẫn sẽ sống mãi trong lòng chúng ta, là biểu tượng của sự sáng tạo, kiên nhẫn và khát khao không ngừng nghỉ,